Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm bất động sản. Đây là một cái lô đất để thích hợp cho cô chú anh chị làm vườn, xây các nhà vườn hoặc làm bãi cắt đá, vật liệu xây dựng nha. Thì đường là đường nhựa nha cô chú anh chị. Thì đường này xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 3,5 tấn, 5 tấn, 8 tấn là vi vu. Điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc hiện hữu nha. Thì phía trước lô đất có view kênh nha cô chú anh chị. Con kênh này cũng cực kỳ rộng luôn, tầm khoảng 15 đến 17 mét á. Thì với diện tích là 1.003 mét vuông á, thuộc ấp 4 xã Mỹ Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Với mặt tiền con lộ này đây, con lộ này là ngang qua được 25 mét nha cô chú anh chị. Một cạnh là 39 mét và một cạnh là 45,4 mét nha. Thì đất đã trừ lộ giới hết rồi nha cô chú anh chị. Em có đo hạo sơ qua thì lộ giới này trừ rất là nhiều luôn đó. Diện tích trên sổ chỉ có 1.003 mét vuông, nhưng mà trên thực tế sau khi nó trừ lộ giới chắc miếng đất này nó cũng cả 1.3 nha cô chú anh chị. Nó trừ lộ giới nó tương đối nhiều đó, cho nên nó đất này mình mua 1.0 trên giấy chứ thực tế nó tới 1.0 mấy, là 1.3, 1.2 mấy, gần 1.3 nha. Đó, thì ngay chỗ vị trí này đây ha, ngang qua là được 25 mét nha cô chú anh chị. Ngang qua là được 25 mét. Một cái cạnh bên trái là được 39 mét, một cạnh bên phải là được 45 mét tư và 39 mét này là đất đã trừ lộ giới rồi nha. Nhưng mà trên thực tế em thấy cũng rất là dài đó, thêm được mấy mét nữa đó. Phía sau có cập nhật đường nước công cộng 8 mét luôn, nhưng mà trên thực tế nó hình như nó trừ thôi, chứ đường nước công cộng phía sau em thấy tầm khoảng 1.5 mét nha cô chú chị, chắc khoảng 1.5 mét à. Cái cạnh này cô chú anh chị nhìn thấy rất là dài đó, chứ trên thực tế nó khoảng 50 mấy mét lận nha cô chú anh chị. Trong sổ chỉ có 45 mét tư thôi. Thì thích hợp để cho cô chú anh chị sang lắp nè, làm bãi cắt đá, làm công ty kho xưởng đồ đó, làm cái kho gì đó cho nhỏ, làm nơi trung chuyển đồ rất ok. Điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc hiện hữu nha. Cách chợ Mỹ Thạnh rất là gần luôn, chỉ có 1.3 km thôi. Trạm y tế 1.5 km, trường cấp 1, cấp 2 là khoảng 1.8 km. Trung tâm Thủ Thừa là khoảng 10 km nha. Dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Thân An tầm khoảng 13 km. Sài Gòn Nguyễn Linh tầm khoảng 43 km nha. Đức Hòa thì tầm khoảng 50 km. Thì ngay chỗ vị trí này đây có cái mốc giáp ranh nha cô chú anh chị, ngang qua là được 25 m nha. Và một tí nữa em sẽ cập nhật giá bán chính chủ. Sản phẩm này giá cực kỳ rẻ luôn, giá siêu rẻ luôn nha cô chú anh chị, giá quá rẻ luôn. Đây là ngay chỗ vị trí đường nước công cộng nè. Đó, nhưng trong sổ anh thấy sao không cập nhật tới 8 mét nha. Thì đối với cô chú anh chị khu vực Đức Hòa về tầm khoảng 50 km nha. Còn mà cô chú anh chị ở ngã ba Bình Ảnh, ngay chỗ trục giao lộ giữa quốc lộ 1A về tầm khoảng 12 km nha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm này cực kỳ VIP, cực kỳ tiềm năng luôn. Diện tích là 1.003 mét vuông nha. À, với mặt tiền là lên đến 25 mét nha cô chú anh chị. Có hướng phong thủy của cái mặt tiền là hướng Tây Bắc nha. Đó, để em lại đây em sẽ quay cái view kênh cho cô chú anh chị xem ha. Đó, cái con kênh này rất là rộng nha, tầm 15-17 mét trở lên luôn á. Ghe thì khoảng dài 100 tấn vô được nha. 100-200 tấn, 300 tấn là vào vi vu. Thì ra cái rạch này nó sẽ thông ra sông Dầm Cỏ luôn. Thì cách sông Dầm Cỏ chỉ có 1.5 km thôi nha cô chú chị. Hàng này là quá đỉnh, quá VIP nha. Đây là một cái sản phẩm hàng cực kỳ hiếm hoi nha cô chú chị. Đó, mình sẽ nhanh tay thì mình sẽ sở hữu cái sản phẩm này. Thì em sẽ không để cho cô chú chị quý nhà đầu tư đợi lâu. Em sẽ cập nhật giá bán chính chủ lô đất này. Đây, ngay vị trí này là cái view kênh nè, view sông đó, rất là rộng luôn. Thì nguyên cái mặt tiền phía trước này là của mình luôn nha cô chú chị. Mình có thể săn lấp mé ngoài, mình làm cái bãi để đậu xe cuốc, làm vật liệu xây dựng rồi đó. Quá ok, điện nước đầy đủ ha. Thì tổng diện tích này là 1.003 mét vuông, mặt tiền được 25 mét. Thì chủ bán với giá là 1.8 tỷ nha, em báo chính xác là 1.8 tỷ. Nói chung thì giá này rất là rẻ nha cô chú chị, giá cực kỳ rẻ luôn. Em báo cái giá để mình giao dịch nha, chủ nhà báo sau mình báo vậy cô chú chị, giá quá rẻ luôn, chỉ có 1.8 tỷ. Em có chia thử ra là 1.8 tỷ mình chia cho 25 mét ngang thì tầm khoảng 72 triệu cho mét thôi, quá rẻ, cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. Đường này, khu vực này là đường xe tải
8 tấn ha, 5 tấn, 8 tấn đồ đó, mình làm vật liệu xây dựng rất ok. Đường này là thông ra nhiều hướng nè cô chú chị. Cái đường này là mình có thể chạy thẳng luôn, nó sẽ ra ngay chỗ đường tỉnh lộ DT88 nha, rồi nó sẽ thông ra ngay chỗ ngã ba Bình Ảnh luôn ha. Rất là ok nha. Và cái hướng ngược lại thì nó sẽ ra chỗ chợ Mỹ Thạnh, cầu Bà Miều. Ngay vị trí đó thì rất là ok nha cô chú chị. Dân cư đông đúc hiện hữu, điện nước đầy đủ, chợ búa trường trạm sát bên luôn. Xung quanh cô chú chị có thể nhìn thấy nhà dân ha, kế bên luôn nha cô chú chị. Thì cái hình dạng thửa đất này nói chung thì lý do con lộ nó hơi xéo nha, cho nên có một cạnh dài một cạnh ngắn. Cạnh mé bên tay trái là được 39m thể hiện trên sổ ha. Còn mà cái cạnh bên tay phải là được 45m4. Đất cũng rất là ok ha. Nhưng ngoài thực tế là này đã trừ lộ giới cho nên nó sẽ ra kích thước như vậy nha. Nhưng ngoài thực tế là em kiểm tra thấy cái thửa đất này nó dư nha, nó cũng phải tầm khoảng 1,2 mấy, gần 1,3 đó. Nói chung thì em báo phỏng phỏng vậy thôi. Còn mình mua thì cập nhật chủ yếu là sổ sách theo tài nguyên nha cô chú chị. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy rất là rõ nha, phía trước view kênh, con kênh đó cực kỳ rộng. Em nói tầm 15-17 chứ nhiều khi nó tới gần 20 mét lận, nó rất là lớn, thông ra sông Dòng Cỏ luôn. Thích hợp để làm bãi cắt đá, vật liệu xây dựng hoặc là xây cắt nhà vườn. Tùy theo cái nhu cầu của cô chú anh chị thôi. Mình sở hữu ngay sản phẩm mặt tiền 25m, chỉ có 1,8 tỷ thôi nha. Quá VIP luôn cô chú anh chị ơi. Sài Gòn về rất là gần luôn. Nói chung là tiền nào của nấy cô chú anh chị ơi. Nói chung đất nếu tính ra mét thì giá rất là rẻ nha. Giá quá rẻ luôn, chợ búa cực kỳ gần luôn. Thì đối với sản phẩm này là đất lúa nha cô chú anh chị. Em báo luôn, đất này là đất lúa. Đây là một cái mảnh vườn cũng rất là cực kỳ tâm huyết của anh chủ nhà. Thì để bán lại cái sản phẩm này nha. Giá này thì anh bán này là hơi lỗ rồi nha cô chú anh chị ơi. Giá này bán là quá rẻ rồi. Cô chú anh chị nào xem video cảm thấy hợp nhãn, phù hợp với mình thì cứ alo anh em nha. Hãy liên hệ vào số điện thoại 0828367167. Gặp em là Quỳnh Thọ nha cô chú anh chị. Thì em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của cô chú anh chị luôn nha. Thì đối với cái hướng này em xin nhắc lại nha, có hướng phong thủy là hướng Tây Bắc nha. Cô chú anh chị đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để làm vườn và xây cất nhà vườn, hoặc là làm bãi cắt đá, làm vật liệu xây dựng, làm cái kho nhỏ nhỏ, điện nước đầy đủ, dân cư đông đúc hiện hữu, thì sở hữu ngay sản phẩm này, chỉ có 1,8 tỷ ha, với mặt tiền lên đến 25m. Còn ngoài này đây là cái chợ này của chú chị, chợ Mỹ Thạnh đó, sát bên luôn nha. Vị trí này là vị trí chợ Mỹ Thạnh, cách 1,3 km. Ở mé bên ngoài của chú chị nhìn thấy được cái, nếu mà cô chú chị dạo này theo dõi kênh thì sẽ biết cái trường cấp 1, cấp 2 nó nằm ở vị trí này, cũng rất gần, chỉ có 1,8 km. Còn sông Dòng Cỏ thì cô chú chị có thể nhìn thấy đó, vị trí đó là vị trí sông Dòng Cỏ. Từ sông Dòng Cỏ chạy vào chỉ có 1,5 km thôi nha, rất là gần luôn. Thì em báo vị trí như vậy thì cô chú chị sẽ hiểu được cái sản phẩm này nó phù hợp về cái vấn đề nào nha. Thì tùy theo cái nhu cầu của mỗi người mà mình sẽ chọn một cái sản phẩm bất động sản phù hợp để phù hợp với mình làm nhà vườn, hoặc là tùy theo nhu cầu của cô chú anh chị thôi. Giá chỉ có 1,8 tỷ nha cô chú anh chị ơi. 1,8 tỷ sở hữu một cái miếng đất 25m tiền thì giá này chia ra thì rất rẻ nha, cực kỳ rẻ luôn. Đất này thì không hề dính quy hoạch gì hết nha cô chú anh chị. Với mặt tiền này thì cho chuyển thổ cư 50m đầu nha cô chú anh chị. Cho chuyển thổ cư 50m đầu thì hậu trong giấy tờ là 39 và 45 thì dường như sản phẩm này nó cho chuyển full thổ rồi. Cô chú anh chị cho chuyển full thổ thì mình lên thổ hết luôn. Mình phân lô 5m thôi, 5m hậu vô. Mình chia làm được 5 lô luôn nha cô chú anh chị. 5m thì 20m là 4 lô. Còn đây là cách trung tâm thủ thừa nè cô chú anh chị. Chỉ có 10km thôi nha. Nhìn phóng to ra nhìn thấy rất là xa luôn ha. Thì em đang bay độ cao là 350m nha cô chú chị. View rất là ok luôn. Em chỉ bay thẳng lên để em nhìn những cái vị trí cho cô chú chị xem ha. Thì con đường này nó sẽ thông ra ngay chỗ DT818 luôn nha cô chú chị. Mình chạy về ngã ba Bình Ảnh rồi đó.
Chắc ok ha. Thì em xin nhắc lại nha, sản phẩm này thuộc ấp 4 xã Mỹ Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Diện tích trên giấy tờ là 1.003 m², với mặt tiền là đường xe hơi du lịch 16 chỗ, xe tải 3 tấn, 5 tấn, 8 tấn là Vivu. Thì với mặt tiền là ngang được 25m nha, chạy thẳng dây vô, một cạnh là 39m, một cạnh là 45m4. Đất này là đất lúa nha cô chú anh chị, cho chuyển thổ cư 50m đầu là chuyển gần như là full hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, hàng quá đỉnh quá VIP, thích hợp làm vườn và xây cất nhà vườn, làm bãi cắt đá, làm kho vật liệu xây dựng vân vân. Thông ra sông dòng cỏ chỉ có 1.5m ha, rất là gần luôn. Chợ chỉ có 1.3km, trạm y tế 1.5km, trường cấp 1, cấp 2 là 1.8km. Đi Sài Gòn về là khoảng 50km. Và giá bán chính chủ của thửa đất này là 1.8 tỷ nha cô chú chị, 1.8 tỷ cho một cái sản phẩm quá ok nha, mặt tiền lên đến 25m. Thì nếu cô chú anh chị xem video cảm thấy hợp nhãn thì cứ alo anh em nha. Đó, thì xem mình về mình xem đất thực tế và gặp chính chủ thôi. Đó, hàng này là cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP rồi nha cô chú chị. Thì ngã ba Bình Ảnh, em xin nhắc lại nha, ngã ba Bình Ảnh về tầm khoảng 12 km, thì đối với Đức Hòa thì tầm khoảng 50 km nha. Thì cô chú anh chị mà ở Sài Gòn thì mình có thể ở Nguyễn Linh, mình có thể đi về tới ngã ba Bình Ảnh mình rẽ vào cũng được, về trung tâm Thủ Thừa. Hoặc là cô chú anh chị có thể đi tới dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An rồi mình rẽ vào cũng được nha. Thì trước khi đi cô chú anh chị cứ alo anh em, em sẽ hướng dẫn con đường đi cho dễ dàng nha. Thì tùy mỗi cái nơi của cô chú anh chị và em sẽ hướng dẫn cái con đường đi nào mà gần nhất nha. Đây là cái view à, cái view kênh đó, thông ra sông dòng cỏ nha cô chú anh chị. Đó, mặt tiền thì mình cho chuyển thổ cư luôn. Đó, đất thì lúa, thì việc đất lúa thì cô chú anh chị khu vực Sài Gòn đừng quá lo lắng về việc sở hữu đất nông nghiệp nha. Bên em sẽ có đội ngũ anh chị tư vấn giúp cho cô chú anh chị đứng được đất nông nghiệp nha. Đó, sẽ cam kết cô chú anh chị từ lúc mà cô chú anh chị quyết định đặt cọc mua sở hữu đến lúc mà mình sang nhượng ra ký tên công chứng, cầm được sổ hồng trên tay luôn nha cô chú chị. Bên em sẽ theo sát cái hợp đồng của chú chị nha, để giúp cho cái giao dịch trở nên tốt đẹp nha cô chú chị. Thì còn cái hướng phong thủy em có nói rất là nhiều rồi, hướng này là hướng Tây Bắc ha. Cô chú anh chị nào đang tìm kiếm mà một sản phẩm bất động sản mà về hướng Tây Bắc thì ok luôn. Đó. Thì đất này á thì cũng tương đối nha, không có sâu nha cô chú chị. Đó, mình về mình săn lấp cũng không bao nhiêu tiền đâu. Đó. Thì sâu tầm khoảng 1m7 nha, tầm 2m trở lại nha cô chú chị. Đối diện qua cô chú chị có thể nhìn thấy nhà dân đó cũng rất là nhiều. Đó, thì đa phần khu vực này canh tác nông nghiệp là nhiều thôi. Thông ra sông vòng cỏ nè cô chú chị. Đó, trường học, chợ búa rất là gần luôn. À, mình về mình sinh sống lập nghiệp là cũng rất ok. Mình mua mình để đó thôi cũng có lợi nhuận rồi nha quý anh chị. Mặt tiền rất là nhiều mà tính ra chỉ có 1.8 tỷ mà lên đến 25m thì quá rẻ nha quý anh chị. Và cô chú anh chị em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bất động sản bên em đều là những sản phẩm chính chủ hết. Thì ai đứng tên đất, ai có quyền quyết định về giao dịch thừa đất là cô chú anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Đó. Thì việc xem đất thì cô chú anh chị cứ alo anh em sẽ hướng dẫn đường đi để mình xem đất thực tế ha. Xem ok thì mình gặp chủ thôi. Hàng này là quá đỉnh quá VIP rồi. Pháp lý sổ hồng riêng mình có thể công chứng trong ngày trong tuần đều được hết nha cô chú anh chị. Vừa rồi đó là cái kích thước em vẽ lại cho cô chú anh chị xem đó. Đó, phía trước là view kênh ha. Con kênh rất là rộng luôn, nhìn vậy chứ rất là rộng. Em nói vậy thôi chứ chắc cũng tầm cũng khoảng 19-20m luôn á, rất là lớn. Ghe vài trăm tấn là Vivu mà. Thì mỗi video á em đều để mã số video hết nha cô chú chị, trên màn hình đều có mã số hết. Thì cô chú anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha. Thì hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Cô chú anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay tìm nhà thì cứ alo anh em. Thì bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho cô chú anh chị luôn nha. Còn đây là em vẽ cái hình dạng nè. Hình dạng này thì cái hậu ở mé bên tay phải chắc cũng tầm khoảng 61m luôn á. Thì lý do nó trừ lộ giới rất là nhiều. Đây là mang tính chất tham khảo thôi nha.
thì mé bên tay trái tầm khoảng 50 mấy mét, 52 mét ha. Nhưng mà nó đã trừ lộ giới, lý do con lộ này tương đối lớn nha, nó trừ lộ giới rất là nhiều, cho nên nó trên sổ thể hiện là 1003 mét vuông. Đây là cái sổ hồng riêng này của chú anh chị, thuộc ấp 4 xã Mỹ Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đất chuyên trồng lúa nước nha. Thì việc sở hữu đất nông nghiệp thì bên em đã nói rất là nhiều rồi, của chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ alo anh em. Và đây là cái bản vẽ thửa đất này của chú anh chị. Thì cái đường á, đường nhựa đã trừ lộ giới là 13 mét, mặt nhựa là 3,5 mét nè, với mặt tiền là được 25 mét, một cạnh là 39 mét, một cạnh là 45 mét 4, hậu thửa đất là 25 mét, phía sau là cập nhật đường nước công cộng 8 mét. Nói chung là này là cập nhật trong sổ thôi, chứ ngoài thực tế em thấy cái đường nước đó tầm khoảng 1,5 đến 2 mét hả cô chú anh chị ơi, cũng sao nó nhỏ vậy đó. Còn mình đa phần thì sổ sách nó mang tính chất tham khảo cũng như là như vậy thôi. Còn đây là hướng Tây Bắc ha, còn đây là vị trí thửa đất này của chú chị. Thì em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí, để khi em ra video mới nhất thì cô chú anh chị quý nhà đầu tư sẽ là người đầu tiên xem video, có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư sở hữu thật là nhiều đất đẹp và đất rẻ, giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị.